Em giới thiệu các bạn một chân dài siêu đẹp đến từ Revealer, cặp loa ND310 2 La Mã. Đây là dòng cũng rất là lâu rồi mình mới có hàng trở lại. Kế tiếp của dòng 310 thì dòng 310 2 La Mã nó thiết kế đẹp hơn. Sử dụng cho mình hai loa bass 25 đều là bass thật nha, một loa mid, một loa treble. Thì cái loa này có cân nặng là 25 kg mỗi loa, chiều cao là 1m067, chiều ngang là 37 và chiều sâu là 30,5. Loa có công suất là 250W tối đa, cường hãng 8 ohm và độ nhạy là 91 dB. Cặp loa này sử dụng cho mình cái màn chất liệu poly rất là ngon và treble titanium, gân còn nguyên, gân câu sâu, lỗ thông hơi nằm ở phía trước. Đây là cặp loa được lắp ráp tại Mexico nha, chứ không phải là lắp ráp tại China đâu. Với cái giá mà 15.500 mà chúng ta sở hữu một cặp loa hai loa bass 25 khủng như thế này. Đây là cái e-can của nó, logo Rebel nằm ở phía trên, hai e-can đều còn logo hết nha. Thì cặp này chúng ta hoàn toàn có thể vừa nghe nhạc vừa karaoke được, không cần thêm sức. Nó còn cả bốn cái chân nhựa ở phía dưới đây, còn cả bốn chân nhựa đây nha. Thùng vách rất là đẹp, màu đen. Cái loa treble titanium này nó nằm ở bên sau này và nó có hai cái thanh trắng bảo vệ nên khó mà mốt, chúng ta sử dụng dòng này rất là yên tâm. Cái loa mid là khoảng 8 cm gân vải, còn cái loa bass 25 gân cao su nha, đánh rất là lực, rất là dễ phối ghép, nghe nhạc karaoke cực kỳ hay. Với cái giá tiền này thì chúng ta phải nói là tiết kiệm được rất là nhiều kinh phí, và mua cặp này chúng ta khỏi cần mua sub rồi. Nó đánh như chúng ta đang chơi hai cái sub vậy đó. Đây, cái chữ Made in Mexico, cái tem ở dưới này đó. Cầu gắn bắp chuối, logo Rebel khắc ở trên đây rồi. Mấy cái chân này nó còn luôn này. Nhưng mà khi mà các bạn mua ở xa, ở các tỉnh khác thì mua mình sẽ tháo cái chân này về các bạn gắn vào nha, tại vì để như vậy rất là dễ bị bể khi vận chuyển. Rồi bây giờ chúng ta sẽ được thưởng thức chất âm của đôi Rebel ND310 2 La Mã này, một liên khúc nhạc của trung tâm Asia, 15.500.000 nha các bạn. Đây có cây xanh gợi ý tình, này đây gió mây nghe hồn tái sinh, này đây cánh hoa xin dâng đến người, tự nhiên nở hoa trong vạn tiếng cười, ầm vang suối reo như dậy núi rừng, bầy chim hót ca theo từng bước chân, này hơi chết chi thơm ngọt quá, này hơi nhìn đóa hoa dập lá, này hơi xuôi ma chim rừng ca, hãy lắng nghe tình ta yêu nhau không rời xa. Từ nay có nhau trên vạn nẻo đời, cầm tay dắt nhau đi chọn kiếm người, và ta sẽ chia yêu thương khắp trời, tình yêu chúng ta lan rộng khắp nơi. Baby, I love you to want me the way that I want you, the way that it should be. Baby, you love me to want you the way that I want to. If you only let time for me to know what you try so not to show. There's something in my soul just cried. I see the one in your blue eyes. La 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 la.
sing a song. Make it simple to last your whole life long. Rồi bây giờ mình kết thúc video này tại đây nha. Giá là 15 triệu 500 ngàn. Bạn nào có nhu cầu hãy liên hệ mình sớm, số điện thoại dưới góc màn hình.